Vietnam Esports TV xin chào tất cả các bạn khán giả. Minh Hảo và Hai Bình có mặt ở đây để chuẩn bị cho buổi thăm của vòng chung kết quốc gia đấu trường huyền thoại sẽ được diễn ra ở Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 1 năm 2017. Và như các bạn cũng biết thì sau những ngày thi đấu vòng loại, chúng ta đã có 8 cái tên sẽ tham dự vòng chung kết lần này, bao gồm 5 đội vô địch ở các cụm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Cùng với đó là 3 đội đã vô địch các giải Game TV, giải nữ kiện tướng và giải sinh viên. Thể thức thi đấu ở giải đấu lần này sẽ là với 8 đội chia thành 2 bảng và mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Nhất và nhì sẽ đi vào bán kết. Bán kết sẽ là Best of One PO1 và chung kết sẽ là Best of Three PO3 và đánh 3 thắng 2 trước vô địch. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiến ngay đến phần bốc thăm chia bảng cho 8 đội. Và xin giới thiệu một tí về thể thức bốc thăm thì chúng ta sẽ có với 8 đội. Thì Minh Hảo sẽ bốc một đội, đó là bảng A, và Hải Bình sẽ bốc một đội, đó là bảng B. Và lần lượt sẽ là một đội bảng A và một đội bảng B. Như vậy Minh Hảo sẽ bắt đầu với đội đầu tiên của bảng A. Chúng ta sẽ tìm tới cái tên đầu tiên đi vào bảng A. Đây là Team Game Tone đến từ cụm Hà Nội, đội đầu tiên của bảng A. Mình sẽ bốc đội đầu tiên nằm ở bảng B. Đó chính là đội tuyển TW đến từ cụm Cần Thơ. Đội thứ hai của bảng A sẽ có được cái tên sẽ là đội Unbeaten cụm Thành phố Hồ Chí Minh. Còn một đội nằm chung bảng với đội Cần Thơ sẽ là đội tuyển Team Superstar Hà Nội, đại diện của Game TV. Đội thứ ba, đội kế cuối bảng A, đấy là đội nữ đại diện của team nữ Monaco Tipper. Và như các bạn cũng biết thì đây là đội đã từng vô địch giải Liên Quân Idol vừa rồi. Chính xác là như vậy, rất đáng gờm. Cái tên thứ ba ở bảng B sẽ là đội tuyển DK Team của tập cụm Hải Phòng. Và cuối cùng còn lại hai đội thì một đội sẽ là bảng A, đội cuối cùng của bảng A chúng ta sẽ có một cái tên để chờ xem. Cụm Đà Nẵng, đội team Fit to Win, đội cuối cùng của bảng A. Và đội tuyển cuối cùng của bảng B sẽ là đội tuyển Huế Zon, đại diện team sinh viên. Và chúng ta đã khép lại bộ thăm thì bây giờ chúng ta sẽ xác định lọc lần nữa với 4 đội. 4 đội bảng A sẽ bao gồm đó là Red Hot Corn cụm Hà Nội, Unbeaten cụm Thành phố Hồ Chí Minh, Monaco Tipper đại diện của team nữ và Fit to Win đến từ Đà Nẵng. Còn bên phía bảng B chúng ta sẽ có là TW cụm Cần Thơ và có Superstar là Game TV và có DK Team cụm Hải Phòng, trong khi đó là cuối cùng bảng B sẽ là Huế Zon đến từ team sinh viên. Và đến đây thì buổi lễ bốc thăm của chúng ta cũng đã kết thúc. Và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc cho các đội tuyển chúng ta thi đấu thật tốt và xin hẹn gặp lại vào ngày 8 tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh.